30 thứ bị đóng băng vào mùa đông và những hiện tượng kỳ lạ khiến bạn không tin là chúng tồn tại. Chuyện gì sẽ xảy ra khi băng tuyết đóng băng mọi đồ ăn nước uống? Những cơn sóng băng un đổ tới kinh hoàng tới mức độ nào? Hay đâu là những hoạt động trò chơi bá đạo nhất vào mùa đông mà bạn không nên bỏ lỡ? Ui rồi, mới chớm đông ở miền Bắc Việt Nam thôi mà gió mùa đã muốn thổi bay cả kính lúp đây này. Nhưng mà nào, đã mạnh bằng những nơi băng tuyết phủ kín lối khắp mọi thứ. Và trong thời tiết điều kiện khắc nghiệt như vậy thì những điều kỳ lạ gì đã xảy ra? Hãy cùng Kính Lúp TV khám phá ngay và luôn các bạn nhé. Phương tiện giao thông bị băng phủ kín. Các bạn thân mến, nhắc tới băng tuyết, hẳn là rất nhiều chị em sẽ nghĩ ngay tới cảnh tượng những bông tuyết nhẹ nhẹ rơi thật đẹp, lãng mạn, hệt cứ như là mấy bộ phim ngôn tình bên Hàn Quốc. Thôi, tỉnh lại ngay đi. Nhìn thì thích thế thôi, chứ tuyệt rơi một cái là tới công chuyện liền. Đấy, mình nói có sai tí nào đâu. Đố các bạn nhìn thấy cái xe ô tô nào ở đây đây. Thay vào đó, chỉ toàn thấy những ụ tuyết trắng xóa, dốc cao như núi kia kìa. Mọi phương tiện giao thông dường như bị băng tuyết nuốt chửng. Không dừng lại ở đó, băng tuyết còn đóng một lớp khá dày trên xe cộ, khiến cho những chiếc xe di chuyển với cả tảng băng dày ú ụ trên nóc xe như thế này. Qua đó là đủ hiểu, mỗi sáng sớm đi làm, người ta phải cao cuốc băng vất vả như thế nào rồi đấy. Mà đấy là còn chưa kể, còn lỡ tay mà đào mạnh quá, xước luôn cả xe hay rụng cả cánh như thế này thì đúng là khóc hết nước mắt luôn, đi làm gì tầm này nữa. Thậm chí, xe máy mà để ngoài trời mưa tuyết thì còn đóng băng từ đầu xe cho tới bánh xe luôn đây này. Không biết là có nổ máy lên mà đi được không nữa đây. Chả lẽ lại chuyển qua đi xe đạp cho nhanh. Nhưng mà không, băng tuyết phủ đầy đường, còn cao quá nửa bánh xe thế này, có mà đạp cong lưng cũng không di chuyển được mất đấy chứ. Rồi lại còn đường trơn, sụt tuyết, tai nạn giao thông xảy ra liên miên thế này, có lẽ nhiều người sẽ phải quay xe ngay còn kịp. Thế nên là cái rét ở Việt Nam chúng ta vẫn là còn nhẹ nhàng chán. Qua mấy nước lạnh căm căm như thế này, chắc là sẽ khóc ròng cho những bạn nào không chịu nổi cái lạnh. Mà chưa dừng lại ở đó đâu nha, đến cả những thứ to lớn hơn nữa cũng bị cứng đơ lại luôn. Dòng sông, hồ nước bị đóng băng toàn tập. Các bạn thân mến, nhắc tới thành phố băng của Trung Quốc là nhắc tới thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, nơi nổi tiếng có dòng sông băng Tùng Hoa siêu đẹp. Khi đến mùa đông, mặt nước đóng băng dài tới cả nửa mét, cho phép người và ngựa có thể thoải mái di chuyển trên mặt băng mà không lo bị rơi xuống nước. Kỳ ảo, hệt như là chi tiết bốn thầy trò đường tăng vượt qua dòng sông băng thông thiên trong bộ phim Tây Du Ký vậy. Thậm chí, đây còn là kho băng khổng lồ được người ta thu hoạch để chuẩn bị cho lễ hội băng quốc tế lớn nhất trong năm nữa cơ. Và nếu như có ai đó thách đố với bạn rằng làm sao để có thể đi bộ phăng phăng hay chạy trên mặt nước mà không lo bị chìm, thì hãy bình tĩnh chờ tới mùa đông âm vài chục độ C đi. Bạn hoàn toàn có thể đi bộ phăng phăng trên mặt băng mà chẳng sợ rơi xuống nước, thậm chí còn ngắm nhìn cảnh vật dưới đáy hồ một cách rất tự nhiên. Hay bên cạnh đó, người ta còn đi cả ô tô, xe máy các thứ trên mặt băng ầm ầm luôn, vì đó là những lớp băng rất dày và chắc chắn rồi. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những khu mà băng chưa đông hoàn toàn thì đều có thể bị sụt hố như chơi đấy. Thế nhưng, trong rất nhiều trường hợp, băng đã đông cứng nhưng lại bị vỡ vụn và bị sóng đánh ào ào, khiến cho chúng tạo thành hẳn những cơn sóng vô cùng khủng khiếp. Rồi thì nhìn những tảng băng đổ ào ào tràn cả vào bờ như là cơn sóng thần đầy kinh hoàng như thế này đây các bạn ơi. Hơn thế nữa, trong giai đoạn hồ chưa đóng băng hoàn toàn thì nó vẫn ở dạng nửa lỏng nửa cứng. Nhiều người còn treo cả thuyền và khuấy xuống nước mà thấy đá cứ nổi lênh phênh rất là kỳ lạ luôn. Thậm chí khi cắt tinh thể băng như thế này còn tạo ra những tiếng rắc rắc nghe cứ như là thủy tinh vỡ. Rồi thì cảm tưởng như quái vật băng đang xâm chiếm đất liền của chúng ta. Cùng với đó là rất nhiều những mặt nước, bờ hồ bị đóng băng hay thậm chí là cả sóng biển cũng có hiện tượng này, khiến cho bạn cảm thấy sóng như vỗ chậm lại. Thậm chí người dân còn vớt được cả những tảng băng bị vón cục nữa cơ. Ui chà chà, đến cả cỡ sông, cỡ biển, cỡ hồ còn đông cứng thế này, bảo sao mà những thứ xung quanh cứ gặp lạnh hay lất phất dính tí nước là kiểu gì cũng bị băng bao phủ luôn. Những cảnh tượng thiên nhiên kỳ ảo. Các bạn thân mến, khi mà mùa đông thì chúng ta sẽ có cơ hội ngắm nhìn rất nhiều những hiện tượng thiên nhiên đẹp mắt như là sương muối. Đây là một hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ li ti và trắng như muối ngay trên bề mặt đất hay trên các mặt cỏ. Các vật thể khi không khí ẩm và lạnh thường thì chỉ tồn tại trong vòng 1 cho đến 2 tiếng trước khi mặt trời mọc. Nhìn thì có vẻ đẹp đấy, nhưng mà sự thật là loại sương này rất là độc, gây hại cho các loại hoa màu, cỏ cây, thậm chí là cả con người. Đó cũng là lý do mà mùa đông bố mẹ hay dặn chúng ta nhớ là phải mặc áo ấm và đội mũ cẩn thận mỗi khi đi học lúc sáng sớm, kẻo là bị ốm đấy nha.
quy mô lớn hơn một xíu thì có xương băng cứng, được hình thành khi các giọt nước trong lớp xương mù bị đóng băng bao quanh bên ngoài vật thể. Và nó thường được nhìn thấy trên những loại cây mọc trên đỉnh núi cao vào mùa đông. Nhìn trông cũng khá là đẹp mắt đấy chứ. Hay nguy hiểm hơn thì đó chính là hiện tượng sấm tuyết, thường xảy ra vào những khu vực xung quanh hồ nước và ven biển. Đi kèm với đó là những cơn bão cực đoan với cường độ gió cao, tia chớp nhẹ cùng với mật độ tuyết rơi khá dày vào khoảng 6 cm mỗi giờ. Thật kinh khủng các bạn ơi. Không chỉ có vậy, băng bao phủ khắp nơi còn khiến cho cuộc sống như đảo lộn và làm cho hệ sinh thái ảnh hưởng rất nặng nề. Hàng loạt hiện tượng khó đỡ nhất vào mùa đông. Những cơn gió lẫn tuyết mù thổi từng đợt gào rít trong mùa đông lạnh giá khiến cuộc sống như chậm lại hơn rất nhiều. Và bạn có thể thấy, ngập đường khắp lối, tuyết đã chặn đứng biết bao con đường và lối đi. Người đi còn trơn trượt muốn ngã sấp cả mặt. Thế nhưng nào đã hết, nó còn khiến cho mọi thứ từ đồ ăn, đồ dùng các thứ cứng đơ một cách tệ hại. Đấy, vừa úp được bát mì, quay ra quay vào cái là y rằng chưa cả kịp bỏ mồm đã cứng đơ như đá. Tiếc quá mà cố cắn chắc là rụng hàm luôn. Thậm chí các loại thức ăn như là cá, thịt cũng không cần bảo quản lạnh. Bởi vì có khi nhiệt độ ngoài trời còn thấp hơn cả trong tủ lạnh ấy chứ. Mà thốn nhất là cái lúc vừa tắm xong, ra lấy quần áo để mặc thì ôi thôi, quần áo cũng đóng băng cứng ngắc luôn. Thế có chết không cơ chứ? Thế này thì mặc kiểu gì? Ai cho mình cao kiến để xử lý tình trạng này với? Mà đúng là cái lạnh nó đến cái độ người còn muốn đóng băng luôn đấy chứ. Nên là riêng cái tầm này, cứ ở nhà đắp chăn là thích nhất rồi. Hay như đây, mua được chục trứng tính cất đi lúc nào rán ăn dần thì ôi dồi ôi, cũng cứng đờ nốt. Thôi thì nhanh trí cắt từng miếng ra xong chiên vậy. Mà kể cả có bó ra đập thì quả nào quả nấy cũng đông đặc luôn. Đấy, lúc đập ra thấy nó chuyển màu trắng, cứ tưởng là trứng chín. Nhưng mà sự thật là do quá lạnh nên nó đã bị đông đá và dính chặt lấy chảo. Ngây thơ ăn vào là rụng răng như chơi. Thôi thì mang vào bếp, cứ cánh ngay cho nó tan ra thì may còn ăn được. Tất nhiên, đây chỉ áp dụng với thời tiết lạnh buốt, nhiệt độ âm trở ra. Chứ mà lạnh sương sương như mùa đông miền Bắc mình thì không có làm được đâu nha. Mà nãy giờ nói hơi nhiều về sự khắc nghiệt của mùa đông rồi. Thôi thì cùng đổi gió với những thí nghiệm mà nhìn chỉ có mờ ê mê. Nước sôi đóng băng và những hiện tượng cực đẹp. Các bạn thân mến, bình thường mùa hè mà động vào nước sôi là coi chừng bỏng tay. Ấy vậy mà qua mùa đông một cái, nước sôi vừa hắt lên trên trời liền có thể đóng băng ngay trong không khí mà không kịp rơi xuống đất, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ ảo. Theo các nhà khoa học, hiện tượng kỳ lạ này được gọi là hiệu ứng Mpemba, là một hiện tượng kỳ lạ mà trong một điều kiện nhất định thì nước nóng có thể đóng băng nhanh hơn cả nước lạnh. Nhất là trong điều kiện xung quanh nhiệt độ lên tới âm hàng chục độ C, nước sôi sẽ đóng băng nhanh đến chóng mặt luôn. Không những thế, theo nhiều nghiên cứu thực tế còn chỉ ra rằng nước sôi có tác dụng dập tắt các đám cháy hiệu quả hơn so với nước lạnh hay ở nhiệt độ thường đấy các bạn ạ. Ảo chưa? Nhưng mà mình vẫn phải nhắc lại là mấy bạn mình ở Việt Nam đừng có dại mà thực hiện thí nghiệm ngay tại nhà, không là lại thành chuột lột ngay đấy. Vì hiện tượng nước sôi đóng băng này chỉ có thể thực hiện ở những khu vực có nhiệt độ lạnh lên tới âm hàng chục độ C ở nhiều các nước châu Âu mà thôi. Và ngoài hiệu ứng Mpemba siêu đẹp thì mùa đông cũng tạo thành những quả cầu tuyết cực kỳ lung linh từ những bong bóng xà phòng như thế này. Hay đấy, thế là có trò để chơi rồi. Nhất là nhìn cách chúng tạo thành tinh thể băng một cách từ từ, nhưng mà phải nói là nó đẹp hết sức tưởng tượng. Nhìn rất rõ ràng những bông hoa tuyết kết tinh. Ai mà đang ở những khu vực rét đậm rét hại thì có thể thử liền nha. Nhưng mà nói gì thì nói, mùa đông vẫn thật sự là một nỗi kinh hoàng khi một số loài động vật phải bỏ mạng trong đống tuyết băng đầy kinh hãi. Hàng loạt động vật bị đóng băng. Các bạn thân mến, mùa đông thật sự khắc nghiệt và đáng sợ. Chả nói đâu xa, ngay tại Việt Nam của chúng ta, dù không có lạnh âm hàng chục độ C như các nước châu Âu, nhưng cũng đủ để làm chết hàng loạt trâu bò của bao nhiêu người nông dân ở một số tỉnh thành. Khi mà nhiệt độ xuống khoảng một vài độ C, nghĩ mà đau xót cho sự mất mát và thiệt hại này. Còn đối với những nước mà băng tuyết phủ kín thì đã có biết bao nhiêu loài động vật không thể thoát khỏi kiếp nạn mùa đông. Điển hình như đàn cá chép ở Mỹ vào năm 2017 này đây. Hẳn là chúng đang không thể ngờ đây chính là lần cuối cùng chúng được thỏa sức bơi lội, tung tăng trong làn nước mát. Dù vậy, vẫn không tức tối bằng con cá chó này. Ai đời miếng ăn đến mồm rồi mà còn bị hóa băng, để rồi cá lớn, cá bé cùng ôm nhau chết trong lớp băng dày cộp. Và không chỉ có những chú cá ở dưới nước mới bị đóng băng đâu nha. Đến cả những loài cáo, chẳng mấy khi tới gần hồ nước cũng không tránh khỏi số phận hóa đá. Có lẽ chú cáo xấu số đã rất bất ngờ và sợ hãi đây. Nhưng mà nào đã dại bằng cái cảnh chỉ vì tranh giành một con cái nên hai con nai này đã đánh nhau bêu đầu. Để rồi ngã chân xuống hồ nước lạnh giá ở bang Alaska của Mỹ.
Đúng là chết vì gái là một cái chết tê tái mà. Rồi thì khi thời tiết lạnh còn khiến cho ít nhất 18 con cá sấu bị đóng băng tại một đầm lầy ở bang Bắc Carolina của Mỹ. Dường như chúng cảm nhận được nước trong đầm lầy sắp chạm tới điểm đóng băng nên đã thò mũi lên mặt băng đúng lúc. Và thông thường khi nhiệt độ nước hoặc không khí xuống quá thấp, các loài bò sát máu lạnh sẽ rơi vào trạng thái brumation, giống như là ngủ đông. Chúng sẽ được giã đông trong vòng vài ngày và không xuất hiện thương tổn rõ ràng khi bị đóng băng sâu. Các chuyên gia nói rằng bản năng cho cá sấu biết rằng khi nào sắp đóng băng. Vì vậy mà chúng thò mũi ra đúng lúc để thở. May là không chết đây nha. Và kiếp nạn mùa đông không dừng lại ở động vật thôi đâu, mà với con người nó cũng gây ra bao nỗi run sợ và những hệ lụy kinh khủng khiếp đấy. Những hiện tượng kỳ lạ xảy ra với cơ thể con người vào mùa đông. Ở đây có bạn nào thường xuyên bị tĩnh điện mỗi khi mùa đông đến hay không thì comment điểm dành ngay có tôi để xác nhận nha. Thú thật là đông đến mình cực kỳ ngại chạm vào một thứ gì đó, từ cái ghế, tay bàn cho đến cái nắm cửa, sờ vào đâu là điện giật ở đó. Không chỉ có vậy, đông đến còn khiến cho da rẻ, đặc biệt là da môi nứt nẻ, mắc hết cả máu, vừa đau vừa xấu. Nên các bạn có thể bôi son dưỡng và kem nẻ thường xuyên nha. Và mỗi khi đổi mùa đổi gió thì người người, nhà nhà, từ trẻ em cho đến người lớn là hay gặp các vấn đề về cảm cúm, viêm phổi, thậm chí là đột quỵ rất nguy hiểm, đau nhức xương khớp, cứ phải gọi là khóc thét luôn. Ngoài ra còn thêm một số trường hợp, đó là tóc bị dựng đứng mỗi khi chúng ta cởi mũ nón. Nguyên nhân là do tóc không có khả năng duy trì độ ẩm và tự phục hồi. Vì vậy mà khi độ ẩm của tóc mất đi do điều kiện lạnh, khô thì sẽ khiến cho tóc sinh ra tĩnh điện hoặc ma sát với lược trải, quần áo len v.v. Thậm chí khi bạn đi ra ngoài đường mà trời quá lạnh lẽo còn khiến cho đầu óc đóng băng đáng sợ như thế này. Hay như hình ảnh quân đội Trung Quốc tập luyện trong thời tiết dưới âm 30 độ C đã khiến không ít người bất ngờ. Theo một chỉ huy viên, luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt như vậy sẽ giúp cho họ rèn luyện một sự kiên trì và bền bỉ của người lính. Thế nhưng đau lòng thay, vào năm 1940, ảnh cho thấy người lính Nga đã chết trong đông lạnh. Khuôn mặt của mình, bàn tay và quần áo đều phủ một lớp bụi tuyết, làm ai cũng phải rùng mình vì sự khắc nghiệt của mùa đông. Thôi thì dù chúng ta không thể thay đổi được thời tiết thì hãy nhớ là luôn rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ và giữ một tinh thần vui vẻ lạc quan để sống cùng mùa đông lạnh giá các bạn nha. Và cũng đừng quá bi quan, bởi vì mùa đông đến sẽ có vô số những trò chơi siêu vui siêu hot đảm bảo đập tan lạnh giá luôn. Những trò chơi và các cuộc thi bá đạo nhất chỉ tổ chức vào mùa đông. Các bạn thân mến, một mùa đông nữa lại sang trên khắp mọi miền thế giới. Đông mang đến cái lạnh, là tuyết trắng, là băng giá. Nhưng trên cái nền tuyết và băng đó, thì đông cũng đem đến những trò chơi vô cùng thú vị và độc đáo. Đó là cứ mùa đông thì du khách sẽ đổ về suối nước nóng Tahkini, Yukon, Canada để tham dự một cuộc thi kỳ lạ, độc nhất vô nhị trên thế giới. Đó chính là đóng băng tóc ở nhiệt độ xuống tới âm 22 độ C. Những người tham gia mà tạo cho mình được kiểu đầu độc lạ Canada nhất sẽ nhận được giải thưởng lên tới hàng ngàn đô la. Cơ mà chống chỉ định là cho những ai yếu tim và không chịu nổi rét thì đừng bao giờ tham gia trò chơi này. Rồi thì các bạn có thể sắm ngay một đôi giày để tham gia trượt băng siêu hot. Trò chơi này vừa có thể chơi trong sân băng nhân tạo trong nhà và cũng có thể trượt băng trên sông, trên hồ đóng băng vào mùa đông. Và với những lớp băng cực dày như thế này thì khỏi lo việc mặt băng sẽ bị vỡ, cứ trượt vô tư. Hay thêm vào đó thì còn có bộ môn trượt tuyết siêu hấp dẫn được phổ biến rộng khắp thế giới, giúp bạn thỏa sức phiêu cùng lan tuyết. Nhưng mà lưu ý là hãy rèn luyện thật kỹ trước khi chơi trò chơi này vì ban đầu cũng sẽ khá là khó khăn. Thêm vào đó thì dành cho những ai can đảm nhất là phải kể tới cuộc thi đắm mình dưới dòng sông băng lên tới âm 45 độ C ở Nga. Nghe đã thấy sai sai, nhưng đây lại là một hoạt động cực kỳ sôi nổi để chào đón năm mới. Theo đó, truyền thống ngâm mình trong hồ nước phủ đầy tuyết băng với một nhánh cây cầm trên tay của người Siberia nhằm rửa sạch mọi điều không may mắn trong một năm qua và hy vọng vào một năm mới đầy may mắn. Cùng với đó là vô vàn những hoạt động cực kỳ thú vị diễn ra ngay trên mặt hồ bị đóng băng như chạy marathon, nâng cao sức khỏe hay như đua thuyền rồng cực kỳ nhiệt huyết dưới nền băng lạnh cóng. Tuy là khó đấy, nhưng có vẻ như đội nào đội nấy cũng ra sức trèo cho nhanh nhất. Và đặc biệt là đông tới thì có những lễ hội siêu hot hit như lễ hội Giáng sinh hay lễ hội băng. Tha hồ các hoạt động để các bạn trải nghiệm chỉ trong mùa đông mà thôi. Và cuối cùng là chuyên mục được các bạn đón chờ nhất đây. Bạn hỏi hay, kính lúc trả lời ngay.
Bạn Giang Phạm có hỏi, chị Kính Lúc TV ơi, em năn nỉ chị đấy, chị trả lời cho em câu hỏi, chị đã có chồng con chưa? Lâu rồi em không xem kênh của chị nên em quên mất, mong chị trả lời câu hỏi của em. Câu hỏi này thì chị cũng đã trả lời trong rất nhiều video rồi, đó là chị cũng đã có chồng và một cậu con trai hơn 4 tuổi. Chứ năm nay chị cũng 29 tuổi rồi chứ còn trẻ nữa đâu. Bạn Quách Minh Trung có hỏi, thần và Phật có thật không chị? Thật ra thì đây là dựa vào niềm tin của mỗi người. Còn với cá nhân chị thì chị luôn tin là thần có tồn tại. Và người xưa cũng nói rằng trên đầu bà thước có thần linh để hướng cho chúng ta không nên làm những điều ác, điều xấu mà luôn luôn hướng tới những điều thiện lương và chân chính. Bạn Vũ Huy Tuấn có hỏi, chị ơi em là người cuối cùng đem đến nút vàng và cũng là người đăng ký cuối cùng 2 triệu người đấy ạ. Wow, cảm ơn bạn nha. Hy vọng là em sẽ đồng hành cùng với Kính Lúc TV trong những chặng đường 3 triệu, 4 triệu hay thậm chí là có thể lên tới 10 triệu với nút kim cương. Xúc xích làm từ gì vậy chị Kính Lúc TV? Xúc xích thì được làm từ rất nhiều nguyên liệu khác nhau, có thể là từ gà này, từ bò hay là từ thịt lợn vân vân. Để hiểu rõ hơn, em có thể vào xem lại video bảy bí ẩn ly kỳ và thú vị về xúc xích mà chị Kính Lúc đã từng phát sóng nha. Thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá vô vàn những hiện tượng bí ẩn và rất rất nhiều những điều kỳ lạ chỉ xảy ra vào mùa đông mà bạn không thể tin là chúng tồn tại. Các bạn cảm thấy bất ngờ nhất với sự thật nào kể trên thì hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.